Hello, xin chào Napoleon nha. Sao lần này ông tới sớm quá vậy? Ông có chắc chắn là muốn solo Quýnh Cầu Long ăn tiền với tôi không? Nói trước ở nhà thua là không có khóc á nha. Lần trước ông khóc sướt mướt là mẹ ông tưởng là tôi ăn hiếp ông. Trời ơi, ngại muốn chết luôn vậy đó. Lần này mà thua mà ông khóc nữa là tôi sẽ không quánh cầu lông với ông nữa đâu, mà tôi quánh vô trứng cút của ông á. Biết rồi mà, lần trước ông ăn gian nên tôi mới khóc thôi. Lần này ông yên tâm, tôi đã học được công phu Banda Kong Tokuda rồi, tôi không sợ ông nữa đâu. Với lại lần này có học trò của ông á, thằng Zombie nó làm trọng tài. Đó, nó đang live stream á. Ai mà chơi ăn gian thì sẽ bị xử lý ngay luôn á. Rồi bây giờ lực lệ ông đã gõ chưa, chúng ta sẽ bắt đầu nha. Ok, chơi tôi sợ ông đâu. Rồi, ông cầm cầu rồi, bây giờ ông phát cầu trước đi. Nhận lấy nè. Ê, dễ. Không có dễ đâu cưng. Ê, tưởng gì khó. Trời, cái gì vậy? Cái gì game như chứng khúc vậy? À, chết em luôn rồi thầy ơi. Trời ơi, chơi gì làm sao mà em làm cha được thằng bé? Trời ơi, đau quá thầy ơi. Chắc em phải qua Hà Lan để chuyển giới luôn á thầy ơi. Đáng đời. Ai biểu mày ngu chi gán chịu. Ê, Zombie, em cảm thấy trong người như thế nào rồi? Có cần thầy đưa đi bệnh viện không? Trời ơi, không được có coi thường cái vết thương đó đâu nha. Coi chừng bể trứng cút chết đó, Zombie ơi. Nếu mà em bị vậy thì lớp chúng ta sẽ mất một thằng con trai đó, Zombie. À, chú xin lỗi nha. Nếu mà con muốn đi Thái Lan chuyển giới thì chú sẽ hỗ trợ tiền cho con đi Thái Lan chuyển giới, con có chịu vậy không? Để trở thành hot girl Zombie. À, dạ chịu. Trời ơi, bình thường mà. Chú ơi, có điện thoại kìa chú Napoleon ơi. Cái điện thoại này giống cái điện thoại hôm bữa mà con dục sọt gác á chú. Có khi nào chú lục sọt gác lượm lại điện thoại nè không ta? À, không biết ai điện mình nữa. Alo, có chuyện gì vậy? Nguy rồi Quốc Dương ơi, Dương quốc chúng ta đang bị tấn công. Những kẻ ác đang chiếm Dương quốc của chúng ta và giết hại rất là nhiều người. Hả? Làm sao lại có chuyện này xảy ra? Được rồi, ta sẽ về ngay. Ủa, có chuyện gì vậy ông? Đang đánh cầu lông với tôi tự nhiên ông bỏ về. Không lẽ ông muốn thua đúng không? Ông thua là ông phải chung tiền cho tôi đó. Ơi, không phải là tôi muốn thua, nhưng mà Dương quốc của tôi đang gặp chuyện, những tên cướp đã chiếm Dương quốc của tôi và bây giờ tôi không biết làm sao đây nè. À, nghiêm trọng như vậy sao? Được rồi, tôi và các học trò sẽ đến đó để giúp ông ngay. Ông đợi tôi một xíu nha. Vậy thì cảm ơn ông rất nhiều. Tụi bay phải siêng năng tập thể dục thể thao để có cơ thể sáu múi cường tráng giống như tao nè. Sáu múi gì tao không thấy, tao thấy mày toàn xương không vậy? Ủa, tao tên là ma xương trắng mà, tao đâu phải ma thịt đâu. À, tao quên, nhưng mà ma xương trắng liên quan gì đâu. Thì nói chung là phải rèn luyện sức khỏe chứ mày. À, mệt quá, chạy đường xa mệt thiệt luôn á. Trời ơi, gì thầy? Mệt thiệt luôn. Ôi trời, thầy mình bị cô giáo Thảo gượt gì chạy dữ mày. Chắc vậy. Để mày chạy đâu nhanh, mày chạy dữ vậy trời ơi. Trời ơi, hello, xin chào mấy đứa. Và hôm nay chúng ta có một nhiệm vụ rất là cấp bách là chúng ta sẽ đi giúp Napoleon. Còn Napoleon này là cái làng của Napoleon. Cái làng này đang bị những tên cướp tấn công và giết hại rất là nhiều người trong dân làng. Nếu đứa nào không muốn đi thì ở nhà học toán, ok không? Tất cả đi khi là ở nhà học toán. Đi, và đây là vũ khí của chúng ta, mỗi đứa lấy một cây, đứa nào thích cây nào thì lấy cây đó. Nhanh lên nha mấy đứa, bây giờ chúng ta phải nhanh tay nhanh chân lên mới giúp được mọi người. Chắc chắn là nhiệm vụ này rất là khó khăn, các em nên cố gắng nha. Các người đáng phải chịu những hình phạt như thế này. Các người phải chết hết thì chúng ta mới vui vẻ được. Chạy đi, ngươi ngon thì chạy đi. Ông ơi, anh ơi, làm ơn đi, làm ơn đừng giết tôi còn mẹ già con thơ nên anh ơi, đừng giết tôi mà anh ơi. Trời ơi, anh ơi, làm ơn đi, trời ơi, tôi đang nỉ anh ta. Chồng ơi, anh ơi, đừng giết tôi mà, chạy thoát thôi được. Mày chạy đâu thằng nhóc con. Đáng đời chứ mày. Mày mới là kẻ đáng chết đó. Chúng ta đã đến trễ một bước rồi, nhưng mà không sao, bây giờ chúng ta cùng chia nhau ra để tiêu diệt địch thôi. Đội hình trứng cút chuyển từ đầu thẳng tới đó. Tao có cây súng nước này rồi, tao tự tin lắm mày ơi. Trời, tất cả các em đã chuẩn bị và có vũ khí rồi, chúng ta sẽ giải cứu dân làng thôi. Yes sir. Hồi đó giờ có biết bắn súng thuộc đâu. Ê, tụi nó đang ở đây nè. Hả? Đây. Ê, trời ơi, làm gì bắn gắt dữ vậy ba? Hình như ở đó có người, không lẽ mình nhìn lầm, đi rồi đắng coi mới được. Ê, ai đây? Là ai đây? Ai đâu? Ê, sao không có ai chơi vậy? Hình như là mình bị quá mắt thì phải. Ừ thì em rất tốt nhân thành rồi, ừ thì anh rất tiếc. Gáng nằm đó mà ngủ một giấc đi cưng ơi. Bạch Kim một mà bài đặt solo với huyền thoại hả cưng? Không có vụ đó đâu nghe, hẹn em kiếp sau hen. Là tiếng hoa vậy hả? Ê, thằng kia, chết tôi rồi. Chết tôi rồi, anh ơi, từ, anh ơi. Thì ra là mày đứng sau lưng tao hả, mày chết chắc rồi con. Ai đồ, hả, là Mai Xuyên Trắng.
Hello em trai, nợ anh một mạng nha cưng. Mày đi chết đi. Không không. Ê, sao sao vậy? Đó là hello, xin chào bạn, tôi là siêu zombie, siêu xạ thủ, siêu bắn chai, siêu bắn tụi bậy. Nói chung là cái gì tôi cũng siêu, gặp tôi là bạn sẽ được an toàn. Hãy nhấn like và subscribe ngay nếu cảm thấy tôi rất là siêu nha các bạn. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Tông bà trắng như mây. À, tôi cho mày thấy bà mày luôn. Thấy bà mày luôn. Đứng đái mà bà ơi bà hả mày? Hình như là có tiếng súng đâu đây thì phải. Hello, là ai vậy? Hả? Mới thấy đó mà. Ủa, sao kỳ vậy? Vô lý. Hình như là... Ê, buổi sáng vui vẻ nha em trai. Ý trời, ý trời. Đi chết đi. Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. Người trốn ở đây, lần này chết với ta. À, xin chào em trai, anh ngồi đây từ chiều. Bắn anh nhiệt tình dữ. Nào, quẩy lên, nào, quẩy lên anh trai ơi. Quẩy lên, quẩy lên, nào, quẩy lên. Đúng rồi, giống như nãy em bắn anh vậy đó, đúng rồi. À, thì ra có thanh niên nằm đây. Trời ơi, yêu đời quá, quẩy bướm kìa. Tạm biệt em nhé. Lần này tao sẽ cho mày đi Thái Lan chung với thằng zombie luôn. Bà con hãy nhìn tôi chuyển giới cho nó nè. Cho nhau một lần rồi thôi, không gặp nhau nữa đâu. Tại sao lại có hai cái trứng này gớt ra đó hả? Hơi thiện si tài, thiện si tài. Ê, cái thằng cà trớn này mày chết đi, 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 chết đi. Ủa sao nó không chết? À, chết rồi. Núp là mày, núp, 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 núp nè, núp nè, núp nè, núp nè. Tất cả bỏ súng xuống, tụi bay đã bị bao vây rồi. Đồng bọn của ngươi đã bị tiêu diệt. Bây giờ các ngươi đã bỏ súng xuống đầu hàng để nhận được sự khoan hồng từ đội hình chứng cứ. Các ngươi không thể chống cự hoặc là trốn thoát được đâu. À, sao mà đông quá vậy hả? Vậy chạy ơi. À, không. Bây giờ tất cả mọi người đã được an toàn rồi. Ủa nhưng mà thầy của mình đâu rồi tụi bay? Không biết, nãy giờ tao đâu có nhìn thấy đâu. Hả? Tao cũng không thấy luôn. Bởi thầy mình đâu? Không thấy. Không lẽ đã có chuyện gì xảy ra với thầy sao? Ủa thầy đâu ta? Hả? Thầy ở kia. Không, thầy mình không, có chuyện gì với tụi bay đâu. Không thể nào. Đến đó xem sao. Không thể nào. Thầy ơi, thầy lại đến lại. Thầy ơi, có chuyện gì với thầy? Thầy có chuyện gì mà? Ai có chuyện gì mà ôm sòm quá vậy? Tôi chỉ nằm đây ngủ một xíu thôi mà. Ủa tại sao thầy bị bắn mà thầy không sao hết trơn vậy thầy? Thầy có một bảo bối. Bảo bối của thầy đây nè. Giáp làm sao mà nó bắn được thầy. Thì cuối cùng chúng ta đã giải cứu được vương quốc của Napoleon rồi mấy em ơi. Đó là công sức và sự hợp tác của tất cả các em. Thầy không tin là chúng ta có thể giành được chiến thắng nhanh như vậy luôn đó. Napoleon đã nhờ thầy gửi lời cảm ơn đến tất cả các em. Vì bận xây lại vương quốc nên ổng chưa thể nào đến đây được. Ủa vậy ổng hướng dẫn em đi chuyển giới sao thầy? Tào lao si ba chao không mà zombie ơi. Ổng nói chơi thôi đó. Trời ơi mai mốt em biến thành con gái luôn cho thầy coi. Có ai ở trong đó không? Giao hàng đây. Enderman em ra ngoài xem. Dạ thầy. Giao hàng đây, có ai không? Nhận hàng đi. Giao hàng nè. Trời đất ơi không ai. Tâm sùm bà lùm quá đi. Thầy ơi hàng nè. Cái này là của ai giao vậy Enderman? Em không biết nữa thầy ơi. Để thầy xem. Wow, đây là vàng của Napoleon gửi tặng cho chúng ta. Đây, thầy sẽ lấy một cục cho mấy em coi như là của thầy. Tóm gọn 10 phút mà mấy em đã xem. Đó, tôi đã làm suốt đêm, suốt ngày. Nguyên ngày hôm qua tôi đây, mấy em nhìn đây, cái phân cảnh này. Ghê chưa? Và bây giờ là 11 giờ. Ồ không, 10 giờ 59 phút. Sau khi chuyển qua làm animator phim hoạt hình thì tôi cảm thấy là râu tôi nó mọc rất là nhiều. Vãi tèo. Nếu thấy clip này hay thì nhớ để lại một like và một subscribe ủng hộ cho thầy nha. Trước khi thầy già chết. Bye.